Không thực ra vẫn có chi theo mời hai đồ tới. Những chương trình của các chương trình ca nhạc rồi các hai đồ xe đài. Các chương trình hai đồ về tối văn nghệ và tối nay và đến nơi sân cùng một cảnh các tam vị chờ ngày mai đến sớm để giao lưu thi đấu chờ cho bạn. Hai đô chuẩn bị, các trọng tài chuẩn bị, trận đấu bắt đầu. Hai đô vào giữa sới nghe công bố kết quả. Rách quần rồi. Theo vận giải thanh niên địa phương vừa qua, đô Nguyễn Trạc Thông, Thịnh Lan, Khố Đỏ đã nhất thắng. Biết ngay là xanh cửa dưới. Ban tổ chức chúng tôi xin tuyên bố, xin kính mời các quý vị đại biểu chiều mai đúng 2 giờ.